hello cả nhà nhé. Hôm nay ông Edison cũng đang giới thiệu một cái sản phẩm mới của Price. Sản phẩm này thì nó có cái khả năng làm sạch được cái mạch máu ấy, những cái trường hợp mà bị nhận cái lưỡi này nó đen lại, nó là biểu hiện của cái việc đó là máu máu đông. Thì cái sản phẩm này khi mình xịt vào 3 lần và 10 phút thì là nó sẽ tan cái đấy ra. Và ông đấy đang nói là về một số các trường hợp là dùng là thấy được ngay, rất là hay cả nhà. Đấy thì ở đây thì người ta sẽ đây, anh Toàn đang cầm đây. Anh Toàn thấy sản phẩm này nào anh? Tuyệt vời, mình vừa thử xịt vào rồi, lúc nãy vùng lưỡi mình rất là đen xì, nhưng khi mình xịt vào thấy rất là cay nóng. Và mình đã ngậm 10 phút, sau đó là mình nuốt. Đấy, thì sau khi anh dùng rồi thì anh thấy nào? Nó trắng hơn nhiều không? Trắng hơn, trắng hơn nhiều. Thì nữa em sẽ lấy ảnh lúc đầu của anh nhá. Ok anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Khi mình xịt vào thấy nó cay nóng và cuống lưỡi, và thấy nó đỏ dần vào bên trong. Vâng. Mình ngậm được 10 phút thì là mình nuốt dần từ từ. Cái cảm nhận đầu tiên của anh là thấy cay và nóng đúng không? Cay và nóng. Vâng ạ. Và lúc đấy nó xông lên mặt này, xông vào trong cuống họng. Vâng, ok. Nhưng mà mình cố chịu. Sau dần dần thấy nó rất rất dịu êm. Ok. Bấm vào đúng.